Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về hình ảnh những con sư tử đá chế ngự ngay trước cửa các di tích Việt Nam là một trong những vấn đề gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Sau nhiều năm chế ngự ngay trước cổng của những nơi được coi là biểu tượng văn hóa tâm linh, những công sở của người Việt thì cuối cùng những con sư tử đá ngoại lai cũng đã rơi vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Vâng, sư tử đá bị vạch trần chân tướng là những kẻ xâm lăng văn hóa. Các cơ quan chức năng cũng ngay lập tức thể hiện rõ vai trò của mình trong việc quản lý và đã cho tháo dỡ sư tử đá ra khỏi các khu di tích. Vâng, và cùng với những hành động tưởng chừng như rất tích cực và cương quyết này, thì việc chúng ta bắt đầu bàn tán ở đây là những linh vật thần Việt là như thế nào và thực chất là con gì và trông hình dạng nó ra sao thì chưa nhiều người biết đến và cũng không nhiều người định nghĩa được như thế nào là thuần Việt từ quần áo hay là phim ảnh lịch sử. Vâng, một nền văn hóa vốn được tung hô và tự hào là đậm đà bản sắc dân tộc đang chính bị sự vô cảm của các cơ quan quản lý và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân làm cho méo mó. Để rồi từ đây thì khi chúng ta nói đến văn hóa Việt thời hiện đại thì không ít người đã buông tiếng thở dài. Đây cũng chính là chủ đề của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Đường vào cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Án ngữ trước cổng đi vào khu vực này là một cặp sư tử đá. Mới mẻ, hung dữ, nhiều nanh vuốt, thể hiện khí phách của kẻ mạnh. Theo ban quản lý di tích, các cặp sư tử đá kiểu như thế này có mặt ở tất cả 3 cổng thành đi vào khu vực cố đô Hoa Lư. Các linh vật ngoại lai này thì các chị đã làm thống kê. Đã làm thống kê và báo cáo lên cái cơ quan chủ quản đó, chị đó là ban quản lý quần thể Thiên Thắng Tràng An. Thế còn có bao giờ du khách người ta ý kiến về cái việc mình có cái linh vật ngoại lai đấy không? Có bao giờ mình nghe thấy không? Hay là người ta cũng thôi kệ? Thực ra cái từ trước thì không có ý kiến gì. Kể từ sau khi mà có cái quyết định nhỏ 2662 của Bộ Văn hóa Thông tin đấy thì mới có một số ý kiến thôi, còn thực ra trước đó là không. Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc đặt sư tử đá trước cổng di tích, đặc biệt là di tích cố đô Hoa Lư, là điều đi ngược lại với tinh thần dân tộc. Cố đô Hoa Lư là nơi được chọn là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam. Đây cũng là nơi đánh dấu việc chấm dứt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc của nước Đại Việt khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế năm 968. Cố đô Hoa Lư gắn với sự nghiệp của 3 triều đại liên tiếp là nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Nói về lịch sử để thấy rằng cả nghìn năm trước, người Việt đã có ý thức độc lập, tự chủ. Kinh đô Hoa Lư gắn liền với những chuyển biến trọng đại của dân tộc Việt Nam. Thống nhất đất nước, vua Việt Nam đã xưng đế và xây dựng được kinh đô cho riêng mình mà không dựa vào nền tảng hay hình mẫu nào của cường quyền đô hộ. Đáng buồn là nghìn năm sau, khi mà người Việt còn đang tự hào về một xã hội phát triển với nền tảng dân trí cao hơn, thì cũng chính là khi mà họ ngang nhiên rước linh vật mang biểu tượng văn hóa Trung Quốc về canh giữ di tích. Theo tôi nghĩ, nó vừa là kịch cỡm, nó vừa lá căng, mà nó còn là một sự xúc phạm về tinh thần dân tộc. Mà nhất là gần đây tôi đã nghe nói nữa là ở Trung Quốc thì những đôi sư tử đó thường là đặt ở những hầm mộ, tức là những con canh giữ cho nó cái nơi yên nghỉ của người chết. Thế mà chúng ta bê nguyên vào mà không hiểu được cái ý nghĩa của nó. Thì như vậy là hai lần sai lần. Không chỉ tại cố đô Hoa Lư, sư tử đá, nghê đá Trung Quốc hiện nay có mặt ở khắp khu di tích Tràng An. Đến với chùa Bái Đính, ngôi chùa được bình chọn là to nhất Việt Nam với những kỷ lục thậm chí còn được lập với tầm cỡ Đông Nam Á. Trước cửa chùa là một cặp sư tử đá. Chưa hết, bước vào khuôn viên chùa, một ông thần tài chiếm trệ ngay trước tòa Pháp Tam Bảo. Tại đây, sự trầm tư khiêm tốn của những ngôi chùa Việt đã nhường chỗ cho sự hoành tráng, rực rỡ, bề thế. Văn hóa luôn luôn phát triển trong sự giao lưu. Thứ hai là văn hóa luôn luôn phát triển trong sự sáng tạo. Nhưng mà giao lưu và sáng tạo đó đấy là trên cơ sở một cái cội nguồn, nó tiếp tục nó nâng lên. Chứ không phải là ghẹt gặp một cách lai căn, làm phá vỡ cái kết cấu nội tại của văn hóa. Và từ đó làm phá vỡ cả cái tính cổ truyền đấy và cái bản sắc văn hóa. Hãng phim Rồng Việt và Liên đoàn Sài Gòn Media Group hân hạnh giới thiệu bộ. Đã có những câu chuyện về hệ quả của những thứ văn hóa vay mượn, không xác định được đâu là gốc.
Nếu như bỏ đi lời thoại của người Việt, không ít người dễ lầm tưởng đây là bộ phim lịch sử của Trung Quốc. Như Cần Đức Mậu và Kha Chương Hòa đã từng thực hiện các bộ phim. Nhưng đây là một bộ phim Việt Nam và nói về lịch sử của Việt Nam, được đầu tư với mức hàng chục tỷ đồng. Lý Công Uẩn, Đường tới Thành Thăng Long. Và với những gì đang được xem, bộ phim này bị cấm công chiếu không phải là không có lý. Với nhiều người, thậm chí đây còn là một bộ phim lịch sử Việt Nam, nhưng lại đậm đà bản sắc Trung Hoa. Bộ phim truyện Việt Nam 19 tập, Lý Công Uẩn, Đường tới Thành Thăng Long, mọi chi tiết liên lạc trung tâm tiếng Nga. Người Việt chúng ta hình như là có một cái tâm lý là thích học đòi, đua đòi, bắt chước và chạy theo những cái của nước ngoài. Đấy, tôi nói tâm lý người Việt nhé. Đấy, mà thường những cái là chúng ta là có sẵn thì chúng ta lại không biết gìn giữ, không biết phát huy. Người Việt vẫn đang đề cập đến cái gọi là xu hướng thoát chung, nhưng với cách mà hiện nay họ đang thể hiện thì lại mang hơi hướng Trung Quốc hơn bao giờ hết. Bởi nếu trước đây cha ông ta dùng chữ Hán theo đạo Nho nhưng với tinh thần Việt, thì nay người Việt có chữ viết, tiếng nói riêng nhưng lại đeo đuổi những thứ văn hóa từ phương Bắc. Trong lúc tranh tối tranh sáng về văn hóa như hiện nay, vấn đề định hướng và quản lý văn hóa là cần thiết để mỗi người Việt có đủ sức đề kháng với những yếu tố lạ. Hay nói một cách gần gũi, cụ thể hơn là để những linh vật, những yếu tố thuần Việt không bị phôi phai và lép vế trước làn sóng lai căng thời mở cửa.